Năm nay mình đã trải qua một mùa đông lạnh kinh khủng. Đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất từ lúc mà mình sang Nhật. Trước đó mình đã đăng ký một tour đi du lịch làng Cáo. Thật không thể ngờ là sau khi đi du lịch về mình vẫn có thể được thấy tuyết nhiều như thế này. Đông qua đi, xuân lại tới. Có lẽ những chuỗi ngày u ám đó đã kết thúc. Hãy nhìn bầu trời trong xanh này đi. Và mình lại vui tươi trở lại. Yay, xôi chè đây. Tuần này hãy chiêu chiêu một chút với mình nhá. Nhắc đến mùa xuân Nhật Bản, người ta sẽ nghĩ ngay đến hoa anh đào. Nhưng trước khi vào mùa hoa anh đào sẽ là mùa dâu. Eo ơi, nhìn đúng rồi đi, packaging xinh thật đấy. Là mình chỉ muốn mua ngay vừa luôn. Hoạt động hái dâu tại trang trại rất được ưa thích. Nhà nhà người người đi hái dâu. Không chỉ giới trẻ đâu mà các ông bà người Nhật cũng rất là thích luôn ý. Năm ngoái, các ông bà người Nhật ở chỗ làm đã chỉ cho mình vườn dâu mà ông bà hay đi. Thế nhưng cả năm ngoái và năm nay, mình không sắp xếp được thời gian để đi. Lỡ hẹn tận 2 lần lận. Tiếc ghê, thế là không có gì để quay cho các bạn xem. Để bù lại thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi uống cà phê và ăn bánh dâu nhé. Ngay ga gần trường mình có một quán cà phê rất là xinh. Menu đồ ăn cũng bắt mắt chưa này. Hằng về rồi. Hôm một năm mình mua máy ảnh và dùng len kit. Thì bây giờ mình đã trang bị cho em máy thêm một chiếc len 56mm của Vitrock. Máy của mình là Fujifilm X5, có phần body nhỏ xinh. Để phù hợp với máy thì mình cũng sẽ chọn một em len nhỏ xinh. Đó, trông cũng khá hợp phải không nào. Giờ chỉ còn chờ đến dịp để đi test thôi. Anh biết cái màn mà con mèo nó đeo vào khi mà nó... Kèm theo đơn hàng này, bạn trai mình đã đặt một chiếc kính cường lực cho máy ảnh. Sau hơn một năm quăng quật thì mình bây giờ đã ý thức được phải giữ gì nên nó thật cẩn thận. Sạc này thì bình không phải hai đầu này đúng cuối tuần này là sinh nhật của một chị bạn dù đã sống ở Trung Quốc một vài năm nhưng chị ấy lại chưa từng thử đi ăn lẩu hải đi lao. Thế là bọn mình đã quyết định chọn nơi đây để ăn một bữa thay cho tiệc sinh nhật. Ở Việt Nam thì thương hiệu lẩu Trung Quốc này đã tạo nên một cơn sốt. Còn ở Nhật thì không biết thế nào nhỉ. Các bạn hãy cùng trải nghiệm với bọn mình nhé. Khi vào thì sẽ có một chị nhân viên quán take care bọn mình từ đầu đến cuối. Nhân viên đã hỏi là bọn mình có cần tạp dề không, sau đó đưa tạp dề cho bọn mình và cả dây buộc tóc nữa. Bây giờ là mục lựa món. Mình chọn gọi từng món riêng chứ không gọi theo set. Sau khi lựa xong thì bọn mình sẽ đến quầy gia vị để pha chế nước chấm. Mình khá là bối rối trước nhiều sự lựa chọn như thế này. Mình sẽ để mọi người lựa chọn trước rồi sau đó mình sẽ bắt chước vậy. Trên tường thì đã dán sẵn những công thức được ưa thích. Mình sẽ pha chế thử theo cái ninh kilo one nhé. Ba mình đã pha chế theo công thức khác nhau. Thế nhưng khi ăn thử lại chả khác nhau là mấy. Cái vị nó đúng là cái vị điển hình của món ăn cay Trung Quốc. Tự dưng phát hiện ra chè đậu đen. Mình về đến bàn thì nhân viên đã bưng sẵn, sắp xếp các món đâu ra đấy. Chúng mình chỉ việc ăn rồi sống ảo. Mình gọi hai nồi nước dùng, một nồi là nước cà chua, ăn khá ngon. Đa phần mình toàn nhúng đổ vào nồi nước này. Nồi còn lại thì mình không rõ tên. Bên trong có sẵn táo tàu và dạ dày lợn. Mình thấy bị nhạt và không để lại ấn tượng gì. Trên bàn có một đĩa rau tổng hợp, một đĩa nấm, một đĩa thịt lợn, một đĩa thịt bò, thịt gà ướp và váng đậu. Cá nhân mình thấy thay vì gọi những món tầm trung hoặc là món ướp thì bạn hãy gọi hẳn món thịt bò cao cấp. Có lẽ là vị sẽ khác bọt hơn. Còn những món thịt này thì mình ăn thấy rất là bình thường. Mình định tạm thời gọi thế này rồi sau đó sẽ gọi thêm. Thế nhưng mà nguyên một bàn này đã là một man rồi và bọn mình rất là no, không thể ăn thêm được nữa. Thế là không thể thử món chè được rồi.
Ten ten, một món mà nhà nhà đều mê, bánh bao chay chấm sữa đặc luôn xuất hiện trong các bữa cỗ. Vâng, sau đây là mố mì, một đặc sản không thể thiếu của Hải Lý Lao. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại sau trải nghiệm lần đầu tiên ăn lẩu ở Hải Lý Lao. Tiền ăn cả nước là 1 man 2 3 người. Nhân viên rất tận tình, take care từ A đến Z. Hương vị thì mình nghĩ là không hợp với mình. Giá 3,5 một người cũng khá là ok với dịch vụ như thế này. Chúng mình cùng một lần nữa xem lại màn mố mì ấn tượng này nhé.